Hôm nay không khí ở trường quay thật là náo nhiệt. À, chắc có lẽ là bởi vì trên sân khấu hiện giờ xuất hiện hai MC. Phải nói là ngày hôm nay có một cái sự khác biệt. Ê, trời ơi. Gì vậy? Ai đây? Tôi. Có phải Hồng Vân không quý vị? Lần đầu tiên mà giới thiệu xong cái bật ngửa ra liền á, tại vì mất hồn mất vía. Mất hồn sao? Sao bữa nay trẻ quá vậy? Nhờ uống sâm nhung bổ thận. Trời ơi. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị có một sự khác biệt. À, trước khi giới thiệu các cặp vợ chồng thì hôm nay Quốc Thượng sẽ được giới thiệu chương trình Vợ Chồng Son Hân Hạnh, nhận được sự đồng hành của nhãn hàng sâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư và thận yếu. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. À, xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân, chào các quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thanh Nhân, năm nay 26 tuổi, hiện là công nhân viên ở xã. Em đến từ An Giang. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thượng, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Tuyết Minh, năm nay em 26 tuổi, em cũng là công nhân viên ở xã và em là chung quê với chồng em ở An Giang. An Giang luôn. Dạ. Là hai đứa từ An Giang lên đây. Dạ. Tôi đoán rằng là các bạn là một cặp đôi mà đã yêu nhau từ thời thanh mai trúc mã. Các bạn học chung với nhau ở một cái trường, ở trường quê đúng không? Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và từ đó bắt đầu yêu nhau. Dạ, cấp 1, cấp 2 chắc không tới đâu ạ. Định mệnh của tụi em là quen nhau là khi tụi em học chung với nhau năm lớp 9. Đó. Rồi sau một thời gian học thì cái ấn tượng mà em và chồng em lúc mới gặp đó là em thấy anh rất là hiền, thật thà. Rồi cái tướng người cũng cao to, nhìn thấy cũng đẹp đẹp. Rồi giống như mình họp tần số với nhau hay sao đó, rồi để ý tới thôi. Còn em thì sao? Còn lúc đó thì trong mắt em, vợ em lúc đó đặc biệt là lớp trưởng trong lớp, học rất là giỏi. À, thêm cái đặc điểm nữa là rất là ú, dễ thương. Đến cái lúc cắm trại, là trường tổ chức 26 tháng 3 cắm trại, thì tụi em có chơi trò chơi chung với nhau, rồi lúc đó mới chủ động nói chuyện. Rồi sau những cái lần đó thì bắt đầu tụi em viết thư tay cho nhau. Nhưng mà đặc biệt là em là người viết thư cho chồng em trước. Em có trả lời lại không? Lần đầu tiên nhận thư thật sự là rất là cảm giác rất là lạ. Tại vì sao bạn nữ này viết thư trước, trong khi đó mình đã thích cũng từ đầu năm tới bây giờ rồi. Có để ý, quan sát. Nhưng mà thật sự là lúc đó em rất là nhát, em không có dám viết thư trước. Vợ em làm vậy thì em thấy em rất là thích, em trả lời lại. Rồi cái từ đó về sau hai đứa trên lớp thì cũng không có nói chuyện, nhưng mà về nhà cứ viết thư. Đến khi nào thì bắt đầu mới tỏ tình và bắt đầu là thân thiết nhau hơn? Thân thiết nhau thì có lẽ là lên tới tận 12 tụi em mới thân thiết với nhau. Thì em với chồng em thì thường xuyên là chở nhau đi học. Mà cân nặng của tụi em hồi đó thì cộng lại cũng cả 120kg rồi. Thành thử chiếc xe đạp là cái tình trạng bị gãy câm là một tuần chắc cũng có thể 2-3 lần rồi. Mà thường là gãy bánh trước hay bánh sau? Dạ bánh sau. Rồi còn những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nữa không? Lúc mà em với chồng em quen nhau thì bạn bè chung lớp với lại những cái bạn lớp kế bên cũng biết. Nhưng mà giống như là vẫn có người khác thích. Có một lần em phát hiện cái tay áo của chồng em nó bị rách. Cái em mới hỏi ảnh là tại sao bị rách. Rồi sau đó anh mới nói cho em biết là tại vì cái bạn học chung lớp giỡn nhưng mà hơi xéo sắc là lấy cây kéo cắt cái tay áo. Em mới tức quá em cầm cái tay áo em xé luôn. Tại vì em không thích như vậy. Giống như là em muốn nói với chồng em là em không thích cái hành động của bạn đó. Vậy em xé đặng cho anh biết là cảm giác của em là gì nè. Em không muốn cái bạn nữ khác mà giỡn cái kiểu giỡn như vậy. Chị muốn hỏi em cái cảm giác ngay khi mà vợ em xé tay áo của em á, em có cảm giác là trời ơi, mai mốt lấy nhỏ này về nó xé người mình luôn không? Đúng chị, lúc đó em cũng thấy sao mà không giữ giữ vậy, bình thường đâu có vậy đâu mà sao có giờ chừng này... lại không? Có bị chừng lại xíu không? Dạ không, lúc đó hay là thích. Lúc đó cảm giác vẫn thấy lạ lạ, thật thấy vậy còn thích hơn nữa. Rồi sao, cái mối tình học trò có cái gì nó đi quá không? Ngoài cái việc viết thư tình, tỏ tình thì có nắm bây giờ anh hỏi thẳng không? Luôn đi, mệt quá. Dạ. Có hôn má không? Năm 12 cái giai đoạn mà nghỉ Tết anh. Em có vô chợ vợ em đi chơi Tết. Dự định trong đầu lúc đó là đi kiếm chỗ vắng để hôn lén. Nhưng mà chạy hoài gặp chỗ vắng thì đợi cho cái người đợi coi có người ta hay không. Chút thì gặp người ta rồi lại thôi. Cứ tiếp tục chạy cũng hết buổi tối đó cũng lâu lắm mà cỡ hơn tiếng đồng hồ.
tại vì tụi em rất là nhát cho nên là cứ thấy người ta hay thấy đèn chứ là không anh cũng không dám làm gì em. Sau đó cuối cùng đưa vợ về nhà rồi cái kêu vợ đứng xuống cái bắt đầu tranh thủ, lúc đó không cần biết có xe hay không cứ hung đại một cái, cũng không có biết là chắc đó hung trúng đâu đâu. Lúc đó em ngồi ngoài trước, cái vợ em bước xuống là ngồi trước luôn đi, anh đứng trước mới được, trước ngồi luôn đi đó, đúng thế luôn mới được. Anh gì vợ em bước xuống, bước xuống anh đang là vợ chưa có dính kỹ nữa. Rồi sau đó có thường xuyên hung lén lúc nữa không? Sau đó thì tại vì em học cao đẳng ra trường trước vợ em một năm, em đi về quê trước, nhưng mà về quê không có được mấy tháng cái nhớ quá chịu không nổi, quyết định là xuống Cần Thơ xin việc ở lại đó làm, rồi đợi vợ học xong mới về. Quay trở lại thì em không có phòng, lúc đó em ở chung với vợ em luôn. Ở là chung phòng. Ở chung phòng. Dạ. Dạ. Đúng không? Rồi cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ, ở chung phòng muốn gì cũng ăn cơm trước kẹn. Có không? Dạ có ạ. Vậy là cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa mà gọi là chạm mặt, chạm tay, chạm chân, chạm mỏ đó, vui không? Thật sự lúc đó từ nhỏ lớn lên là em có quen mình nên có vợ em là duy nhất à. Thành ra tới lúc đó bỡ ngỡ đúng không? Không có gành. Sao? Khám phá tò mò sao? Lúc đó cũng nghĩ là hai đứa sẽ tiến xa hơn, rồi hỏi vợ em có biết về mấy cái biện pháp tránh thai rồi không? Đó, vợ em lúc đó bà cũng không biết gì hết trơn. Hỏi không biết gì hết trơn. Thành ra em lên mạng em kiếm, em sợ tìm đủ thứ chuyện trên đời chứ. Mà dạ. Vui không? Dạ, cái cảm giác của em á thì em thì không có cảm xúc gì cho lắm, tại vì giống như là em chưa biết mấy cái chuyện đó, hồi nào giờ em chưa biết tới mấy chuyện đó luôn. Hung thì cảm giác thì tim đập thình thịch thiệt, còn mấy cái chuyện đó là em hoàn toàn không biết, cho nên là mấy lần đầu là coi như là tụi em vài lần có, sau mới bắt đầu không vô cảm định. Xúc với tôi với nhau là vừa không cảm xúc mà bởi vì là căng thẳng hồi hộp đúng không? Dạ. Thành đó là phụ nữ thôi, còn em cũng bị gan vậy đó, không biết gan luôn. Rồi đến bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Sau đến đó tháng 3 của năm 2016 thì tụi em cưới. Kỷ niệm mà sau khi cưới là trong cái ngày cưới á, em cứ nghĩ là chồng em chắc cũng tiếp đãi bạn bè rồi sau đó nhậu xỉn đồ chắc cũng ngủ. Nhưng mà cái em thấy em bất ngờ là không ngờ ngày hôm đó ảnh còn tỉnh queo, mặc dù ảnh cũng uống, rồi ảnh còn xuống ảnh chà nồi tiếp em nữa. Nguyên cái nồi to đùng là ảnh rảnh nguyên cái nồi đó anh chà tiếp em nữa. Cho nên em cảm thấy cũng bất ngờ trong ngày hôm đó. Là cưới xong là phải vô đêm tân hôn với mắt mớ gì còn kia để cho bà con rồi đó, lúc đó là anh chị em. Chứ quê thường đám cưới buổi trưa. Buổi trưa xong là phải dọn dẹp tới chiều. À vậy đó hả? Ồ. Đó, có trưa tân hôn. Có trưa tân hôn hay là đêm tân hôn? Dạ đêm tân hôn chứ không có trưa. Trưa đó là ngoài đường không à? Trưa không. Rồi, bao lâu thì mà em mới có em bé? Tụi em cưới nhau cũng khoảng một năm hơn thì lúc đó tụi em cũng có tin vui. Lúc đó thì em có bầu, nhưng mà khi em mới có mang bầu khoảng 4 tuần thôi thì em bắt đầu có cái biểu hiện đó là đau bụng, rồi tụi em phải đi khám. Khám thì lúc đó bác sĩ bảo là em bị giảm tiểu cầu, thì em bé vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà cái tại vì tiểu cầu của em nó không biết tại sao nó cứ giảm hoài như vậy. Thành thử ra bác sĩ rút tủy để xem coi là mình có bị bệnh gì về máu hay không. Nhưng mà rút tủy xong rồi thì cũng không có phát hiện bệnh lý nào hết. Nhưng mà tới khoảng giai đoạn tháng thứ 6 thì lúc đó em biểu hiện bệnh nặng hơn. Là hai cái bàn tay của em lúc đó nó bị sưng lên, không có làm gì được hết. Thêm cái phù chân đó. Rồi thêm bị phù chân. Rồi lúc đó phải chở ngược ra ngoài bệnh viện huyết học để khám coi xem nó có bị gì hay không đó chị. Thành thử ra lúc đó khám rồi mới biết là mình có biểu hiện của tiền sản giật, rồi phải nhập viện. Lúc đó em nhập viện khoảng một tuần ở bên Chợ Rẫy, là hai vợ chồng em ở trên đó. Mà cảm giác những ngày đó nó bế tắc lắm, tại vì không biết mình bị bệnh gì. Bác sĩ cũng không cho mình gành là mình bị thận hay bị tim hay bị gì, không có biết một bệnh luôn. Cuối cùng cái đêm hôm đó em bị mờ mắt. Rồi lúc đó mới mời bác sĩ bên Từ Vũ qua hội chẩn, đó là bác sĩ bên Từ Vũ mới quyết định là nhận về điều trị cho vợ em. Rồi đêm hôm đó bác sĩ cũng trả lời cho em biết luôn, đó là vợ em phải ngưng mang thai mới có thể khả năng là điều trị khỏi được. Tại vì lúc đó thì bác sĩ nói là em biểu hiện của tiền sản giật là phải chấm dứt thai kỳ liền để mà trị cái bệnh của em. Rồi sau đó mà khi em sanh xong thì xét nghiệm máu lại là mới biết em bị lupus ban đỏ của biến chứng thận. Rồi lúc đó là phải điều trị cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà bây giờ bệnh tình đã bây giờ ổn định nè. Ổn định rồi thôi kịch xong hết đi rồi hãy có em bé đúng không? Dạ. Lúc đó thì hai vợ chồng cũng chuẩn bị này nọ để mà chào đón em bé ra đời. Tại vì ông xã em thì
ảnh cảm giác được ảnh sẽ trưởng thành hơn. Lúc đó em cảm giác được ảnh lo cho em và con nhiều lắm. Em thì em hiếu lòng, nhưng mà ảnh cố gắng ảnh động viên em, ảnh nói là cái gì tới thì tới, thành thử ra mình có lo hay không lo gì nó cũng tới với mình thôi. Ảnh là người động viên em rất là nhiều trong cái lúc bệnh đó. Nhưng mà yên tâm, tại vì biết sao không, hai đứa mới có 26 tuổi à, thì còn rất là trẻ, không vấn đề gì hết. Vậy là anh chồng này là quá tốt rồi đúng không? Không có cái gì đáng để mà em giật mặt rồi đúng không? Dạ có, ông xã em thì ảnh giúp em làm việc nhà, rồi cũng lo lắng cho em, cũng thương em thật tâm. Nhưng mà có một chuyện em không thích nhất, đó là ảnh ghiền ngủ. Tức nghĩa là buổi sáng thay vì ảnh thức trước thì em lúc nào cũng là người thức trước. Em làm xong chuyện rồi em vô em kêu ảnh, ảnh mới thức. Em nói với ảnh á, cảm giác của em là anh ơi, bữa nào anh làm bộ anh, anh thức trước đi, rồi cái em ngủ trong này nè, anh vô anh kêu em dậy tặng cho thử em biết cái cảm giác của cái người thức trước làm sao. Còn cái nữa là ảnh mê phim hoạt hình Bảy Viên Ngọc Rồng dữ thằng lắm. Mà có đi coi lại hoài hay sao? Không phải, ví dụ như hôm nay là chủ nhật, hàng tuần là ở bên Nhật người ta phát sóng cái tập đó đó, là ảnh ngồi điện thoại ở nhà là ảnh canh, ảnh tìm cái địa chỉ đường like hay cái làm sao không biết để ra được cái tập phim đó đăng anh coi. Tới giờ luôn hả? Dạ, hiện giờ là vẫn còn ghiền phim đó dữ lắm. Bây giờ tới tập mấy ngàn rồi em? Chiếu phần mới hả? Nhóm phần hết rồi. Rồi còn vậy vợ là em còn sao? Tốt lắm. Từ khi cưới nhau tới giờ thì vợ em bình thường rất là ok, mọi chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà chỉ có khi cái là giận nhau á, là nóng tính dữ thằng lắm. Với lại đã lúc giận rồi là phải đòi nói chuyện cho ra lẽ. Phải nói liền. Có ghen không? Có ghen chứ. Khi cưới nhau trong cái ngày cưới á, bạn bè em chụp hình nhiều lắm. Vậy đó mà mấy ngày sau khi cưới lật điện thoại em ra coi hình là gặp tới câu này là phải hỏi. Hỏi tại sao phải chụp hình với người này, chụp hình sao thân dữ. Tại vì chụp mà ảnh đứng chụp bình thường thì em không ghen, mà ảnh đứng chụp là ảnh em ôm eo của cái bạn nữ khác. Mà bạn nào cũng ôm chân, thành thử cái em mới thấy kỳ cục. Tại vì ôm mình. Bạn, chính là bạn nào cũng ôm là không có vấn đề gì hết trơn á. Chỉ ôm một bạn thôi á, thì cái đó là em mới nên ghen. Chứ còn ai cũng ôm đâu sao đâu. Rồi bây giờ em mong muốn mà xã thay đổi điều gì? Mọi chuyện vợ em thì đã tốt hết rồi. Chỉ duy nhất là em mong muốn vợ em đó là, nhất là lúc giận nhau thôi. Giận nhau thì chuyện nào bỏ qua được thì bỏ. Chứ đeo mà nói kiểu đó là chỉ nói càng nói là càng cãi thôi. Ngoài ra thì hy vọng vợ em là bây giờ cứ an tâm mà chị bệnh. Chỉ cần đợi hết bệnh nữa thôi là gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới. Là mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Còn em? Còn em thì em mong muốn là ông xã em bớt sử dụng điện thoại lại. Rồi em mong là ảnh có thể nghe em nói nhiều hơn. Tại vì đôi khi anh nói là cái gì anh không biết á thì mình nói cho anh biết, thành thử ra tâm tư nguyện vọng của em. Ví dụ như hôm nay 8 tháng 3 em muốn anh ơi em muốn có quà hay có hoa gì đó, muốn một chút gì đó bất ngờ cho mình xíu. Tại vì mình cũng vợ, mình cũng là người phụ nữ của ảnh, thành thử ra tặng cho mình hay là tạo niềm vui cho mình thì chắc chắn ảnh cũng sẽ là người vui thôi à. Nhưng mà đúng là những ngày lễ em nên lãng mạn chút xíu để cho vợ có tinh thần, vợ cảm thấy hạnh phúc rồi điều trị bệnh cho nhanh, đặng mà có em bé cho em đúng không? Chứ còn vợ chồng em thì hiện giờ cái cần thiết nhất là cái phải yêu thương nhau, phải lo lắng cho nhau, nhất là về mặt sức khỏe của vợ. Nói tóm lại là trong thời gian này em phải dưới cơ vợ em một chút, nhường cổ một chút. Dạ. Trước khi bệnh hay sau khi bệnh gì em cũng vậy không? Dưới cơ đúng không? Thầy dậy đi. Nói chung là hy vọng là sau chương trình này về vợ em sẽ cải thiện tất cả mọi thứ để mà có được sức khỏe thật tốt. Dạ. Và mau chóng có một thành viên mới để cho vợ chồng đã hòa thuận hạnh phúc rồi sẽ nhân đôi. Dạ. Tất cả những niềm vui đó nha. Dạ. 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 Dạ.